Lần thứ hai xin phép được gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị còn có mặt trong buổi tối hôm nay. Chúc mừng mạnh khỏe và xin được một lần nữa xuất hiện trên sân khấu này hát cùng với nữ nghệ sĩ duyên dáng và hiện nay đang rất là hot. Quý vị có biết là Hàn Ni mới vừa rồi đăng quang á quân của một cuộc thi gì không? Hát rất là giống nghệ sĩ Phượng Hằng đúng không? Chính vì vậy cho nên là Thanh Dự xin phép được hát cùng với em ấy một trích đoạn của giải thưởng cải lương mà chị Phượng Hằng cùng với anh Châu Thanh đã rất thành công trong giải thưởng cải lương này. Xin mời quý vị cùng nghe lại hai câu giọng cổ trích trong một giải thưởng cải lương rất quen thuộc và rất nổi tiếng. Xin mời quý vị cùng nghe lại giải thưởng cải lương được mang tên Nguyệt Hậu Dương. Dương Thảo Lan. Ồ kìa, ông là ai? Thưa bà, tôi là một gã ăn mày khốn khổ. Một gã ăn mày khốn khổ? Phải. Ông đến đây làm gì? Ông cần gì? Bạc tiền hay cơm gạo? Không, tôi đến đây không phải để cầu mong bạc tiền hay cơm gạo, mà tôi đến đây để muốn nhìn lại dung nhan của người xưa cũ. Cầm ngay, gã ăn mày hỗn láo. Ông muốn chết phải không? Ông là ai? Ông là ai? Dân, xin bà hãy nhìn lại dung nhan của gã ăn mày hỗn láo này, Dương Thảo Lan. Trời ơi, dân bà ơi. Thảo Lan, đừng bà ơi. Bà ơi, em xin anh cho tới gần. Tại sao? Tại sao hả Thảo Lan? Tại sao? Bà ơi, tại vì bản thân em giờ đây quê ngô nên đành phải quay lưng cuối mặt chốn trời người xưa. Dương Thảo Lân, để cố quên đi chuyện tình ngang trời. Thảo Lân, thì tại làm sao vừa nhận được anh em lại chẳng được vui mừng. Xin anh hãy xem em như người bối phận, vì hiện tại em là tay đấm phu. Trời ơi, vậy mà từ bấy lâu nay tôi bị cầm giam trong ngục tù tâm tôi. Tôi cứ sợ cứ lo cho người tôi yêu phải nằm chờ tan đời. Sợ từng cơn gió rít rung làm lúc trời vừa đổ mưa ngâu, làm cho lạc hồng môi tâm bắt biết đêm xanh tóc mây rủ rượi. Bao nỗi nhớ niềm thương rai rứt con tim làm trái ai phải ngày ngày mòn mỏi nhớ mong. Đêm canh dài tắt thòm thương lòi qua lạnh lẽo chốn cô phòng. Trần Bảo, Thảo Lan ơi, nàng là hơi thở đời ta là giọt máu tim hồng. Dưới những trận rối đòn nát tan thân xác nhưng đâu bằng nỗi rai lòng ta. Ta nóng lòng muốn tìm gặp lại cố nhân nên sau khi thoát chết tình trở về đây tìm người yêu. Nhưng có ngờ đâu lầu mộng ngày xưa đã vỡ, người của ta yêu đã trẻ lối sang thuyền. Trường bà ơi, xin anh hãy hiểu cho em. Thảo Lan, Dương Thảo Lan. Ánh trăng kỷ niệm năm nào, người lại sạc bướm dưới cành lan. Cành lan một sớm qua mau, còn đâu một em mây bay, còn đâu kỷ niệm năm nào. Xin
trả lại người xưa. Ôi nghe đau buốt tâm hồn, xin lỗi hai sớm khuôn mẫu cành làng ngày đó ta ôm ấp trọn đời. Trần bao anh ơi đâu phải vì sự giàu sang mà em tay lòng đôi gia phố cố tâm sáng quên lời vàng tứ tình con nghe xưa tan nhiêu ra ai tiên thủy chung em bé dạng dường những vô cô hai con tàu đã nay nghịch cảnh trở chiếu cho đời dấu bé dù không nói bà vẫn còn yêu tôi mà tại sao những tâm trẻ lối sang biển một thôn nữ mất sung sương ngày ngày vết lụa mà hôm nay đã trở thành một tổng đốc phu. Bà ơi cho đến nay tôi mới biết tôi đã lầm đi xây lầu vàng yêu đương trên bài cát. Chỉ tưởng khổ sầu đã làm cho bà tàn phai nhan sắc, nào ngờ bà vẫn tươi cười bên gấm lúa vàng son. Trương Bảo xin dân biết Trương Bảo. Dạ hết. Xin thầy cảm ơn quý vị lắng nghe rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, một lần nữa xin được thay lời hai đứa em của mình là nghệ sĩ Thanh Dương và nghệ sĩ Honey trân trọng cảm ơn tất cả quý vị đã dành cho hai em những cành hoa thân thương.